Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn lại đến một video khác của Johnny nha. Trong cái video này mình sẽ giải thích cách làm cái writing test 1 của test số 2 trong cái cuốn mà Cambridge Practice Test số 13. So basically here mình đang có lớp thì mình cứ quay lại cho các bạn đấy có cái để mà coi lại lúc ở nhà thôi. So basically here I'm just gonna explain how to do this one, okay? Đầu tiên là opening nè. Now first, when you look at the writing test one, this is a prompt, okay? Cái phần này là cái phần mà đề bài. The chart below shows the percentage of household in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011. Đề bài yêu cầu là gì? So what do they ask for? Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. So basically, all the writing test one has the exact same purpose. I mean, they ask you for the same thing. Họ đều bắt buộc là làm cùng một thứ, đó là so sánh những thông tin bằng việc lựa chọn và tường thuật là những ý chính, và phải so sánh những cái nơi nào mà có liên quan. So basically now, let's do the opening. Hãy làm cái phần mở bài này các bạn. Now, the chart là subject. Show là verb chính của nó ở thể hiện tại. The percentage of household, tất cả mọi thứ khác nó râu ria, nó bổ nghĩa cho cái percentage hết. Thì là nguyên một cái cục từ percentage đến số 2011 này, nó là object ở cái câu cũ. So basically, the chart is subject, show is verb, and the percentage of everything here until 2011 is the object of the prompt of the old sentence, of the old sentence. So opening, what do? I will use passive voice. Mình sẽ làm cái gọi là thể bị động. Mọi người vẫn nghe rõ chứ? Hello? Yeah, hi. Yes. Okay, good. Nào, mình sẽ dùng thể bị động. Thể bị động thì làm gì? Đương nhiên là subject cũ trở thành object mới, object cũ thành subject mới, và động từ chính sẽ chia ở dạng bị động. Ok, rồi thì bây giờ cái đề bài là the chart below gì đó, thì bây giờ là cái object cũ là the percentage đem ra trước. So basically here the percentage of something is the old object. I will put it forward as the new subject. Ok, đưa cái object cũ lên làm subject mới. So the percentage of households in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011. So that is the new subject. Đó là cái subject mới của cái câu đấy. Thì bây giờ động từ chính chia thay bị động. So basically now the main verb will be given in passive form. Shows nó đang ở cái thì hiện tại đơn, thì là bây giờ mình chia thành thể bị động, nó là is hoặc là are shown. Nhưng mà trong trường hợp này, of course, so basically is or are shown are the passive form of show. But then the percentage is the main thing we are talking about here. Cái percentage là cái quan trọng nhất mà chúng ta đang nói chuyện ở đây. Tất cả những cái râu ria khác nó chỉ bổ nghĩa cho percentage thôi. So all the other thing is just gonna, how can I say, complementing the idea for the percentage. But the percentage is still the most important thing here. And it is singular. Cái percentage ở đây nó là cái phần quan trọng nhất, và nó là số ít, đúng rồi, singular. Số ít cho nên chúng ta sẽ chọn là ở đây là is. Right.
cái subject cũ bây giờ nó thành object mới. So the charts, which is the old subject, will be now the new object, will be shown on the chart. Đó, mọi người hiểu không? Đó là cách thể bị động thôi, đơn giản là vậy thôi. So basically this is passive voice, okay? And if you can do that, you're good to go already. Nếu mà các bạn biết làm cái thể bị động này, tức là cũng điểm cũng khá khá tạm tạm rồi, chắc khoảng 5.5 vậy đó. Nhưng chưa hết, muốn điểm cao hơn thì mình nên dùng paraphrase lại cái passive voice đó. So basically what I ask now is to paraphrase this passive voice thing. So basically you're done with the passive voice here, but you have to use other words, similar words or something like that, to make the sentence a bit more different compared to what was given. Đó là mình sẽ dùng cái paraphrase, mình sẽ viết lại cái câu trên này để cho cái câu đó nó trở nên hay hơn và nó không có giống cái đề nữa. Okay, now paraphrase lại cái passive voice đó để mình copy lại. Let me copy it. I'm gonna copy it. One, this one. And then now percentage, what word can you use? Tỷ lệ thì có thể thay bằng từ là ratio. You can use either ratio, proportions, đó, có thể dùng chữ tỷ lệ, tỷ suất, proportions or percentage, nó gần nghĩa nhau. Chọn từ nào cũng được. Of household, chứ household thay bằng gì nè? Mà trong trường hợp này mình có thể chọn chữ ratio. So in this case, I can use either ratio or proportions or percentage to paraphrase the percentage. I use ratio now. Household, chữ household này thay bằng từ nào các bạn? Hộ gia đình thì thay bằng you can use families or dwelling. Nè, chữ dwell tức là sống, thì dwelling là hộ gia đình. Dwelling or what's it called? Residence. Những cư dân á, instead of saying household. Nó tất cả những cái từ này đều có thể sử dụng để mà paraphrase lại với nhau, nhưng mà trong trường hợp này the percentage of, mình dùng chữ resident để mà paraphrase. So in this case I use resident as a word I would choose to paraphrase it. In own and rented accommodation thì là cái ở những cái accommodation mà cho thuê hoặc là sở hữu, thì mình thay bằng từ nào các bạn? Mình có thể giữ nguyên được. You can just actually keep it the same thing. You don't have to paraphrase everything, okay? But we will paraphrase later. Now, in England and Wales. So you cannot paraphrase with the UK. Các bạn không thể nào paraphrase từ England với lại hợp Liên Hiệp Anh được. Tại sao? Tại vì the UK thì là nó bao gồm 4 cái nước nhỏ. The UK consists of 4 small nations, 4th nation in there, which is England, Wales, North Ireland and Scotland. Đó, bao gồm 4 cái phần đó đó. Bắc Ireland và Scotland nữa, xứ Wales và nước Anh nữa, là 4 thứ, cho nên nó không có đồng nghĩa nha. Paraphrase phải gần nghĩa như vậy. So you, it's not the same thing. So you can only paraphrase using like quite similar words, not too far from each other in terms of meaning, okay? And Wales between, okay. Có thể là giữ nguyên mấy cái chữ này cũng được. Rồi, bây giờ là cái động từ chính là show, thì là thay bằng rất nhiều chữ. Có thể thay bằng illustrated. Có thể thay bằng từ nào nữa nè? Demonstrated.
You can use other words such as are given, provided. Nhiều lắm. Display muốn lấy, chữ nào cũng được. Sorry. Display. Oh, display. Yes. Thank you. Under fixture below. Any, we can use any of these. Thì mình bây giờ mình lấy chữ demonstrated nè. Thì demonstrated. Bây giờ cái tỷ lệ cái gì đó thì nó vẫn là số ít đúng không? The ratio is right now actually still singular. So is still correct. Nên cái này is vẫn là correct nè, nó vẫn là số ít nè. Cho nên is đây vẫn là correct nè. Xong rồi demonstrate mình dùng từ này nè. Xong rồi on the chart. Cái chữ chart này có thể thay bằng từ nào các bạn? Figure. Oh my god, your pronunciation. Figure. Figure. I heard picture. What? Okay. Now figure all the data. Thông số nè. So you can use data, figure or chart, whatever. Whatever works for you. Now, but here I'm gonna use a show on the figure. Đó, mở bài chỉ cần một câu như vậy thôi. So basically here, I will use the ratio of residents in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011 is demonstrated on the figure. Đó chỉ cần một câu như vậy thôi. Sau rồi bây giờ là cái phần cái câu đó được khoảng mấy chấm anh? Hả? Em nói cái gì? Cái câu đó được khoảng mấy chấm? Mình phay vậy thì được khoảng mấy chấm anh? Viết đúng y chang như vậy đi thì cỡ khoảng ít nhất 6 chấm đấy, I think. Ok. You just have to write this one correctly and then you get around 5.5 or maybe up to 6.0. Rồi cái phần tiếp theo là phần overall, phần nhìn chung. Phần nhìn chung nha. Trước khi mình phân tích cái biểu đồ gì đó, mình phải nhìn chung lại, thấy được cái xu hướng tăng giảm như thế nào. Ở trên Singapore nó không có mày ngay, microphone. Dạ. Microphone. Your microphone. Thank you. Now, cái phần overall này, so basically overall here is one sentence or maybe two sentences to summarize what you are about to analyze. To summarize, so it's right after the opening. Cái phần overall này nó giống như là overall là để cho nói lên cái xu hướng chung của cái chart. Nói lên xu hướng chung của cái chart trước khi đi vào mô tả chi tiết nó. Ok, now bây giờ là overall nhìn mình sẽ ghi làm sao. Nhìn chung thì các bạn thấy điều gì ở trên cái chart này? So overall, what can you see on this chart? Các bạn cái rent càng ngày càng giảm xuống, cái mua nhà càng ngày càng tăng lên. Còn gì khác không? Và ở cái điểm mốc năm 1971 thì hai cái đó bằng nhau. Cho nên overall có thể ghi là những cái hạng mục mà rent thì càng ngày càng trên đà giảm xuống, trong khi những hạng mục mà nó có liên quan đến cost nên nó mới nhầm ở đây. Sorry. Điều đó cũng có thể cho thấy là cái mức độ tăng trưởng kinh tế của đất nước này nó tăng lên. Cái đó là em phỏng đoán thôi nha. Task 1 tuyệt đối không có đưa những điều mà mình không biết rõ đưa vào. Thấy cái gì thì báo cáo cái đó thôi. Remember, okay. Task 1, you just have to input information that was given
Don't try to imagine things that is not given, okay? Okay. Now, overall, I can say that the amount of own accommodation is on the rise, while the rental one is on the decrease. There is an increase in the number of household. Có một cái sự gia tăng chung, there's a general increase in the number of households. Number of households in own accommodation. Ken từ 24 tháng 5 thì hôm 29 em mới tắt hết cái microphone này ồn quá vậy. Why is it too loud? Làm ơn để ý xíu nha, mình đang quay video, sorry, it's just some noise coming from my student side, that's okay. Now, there's a general increase in the number of household in own accommodation, while the opposite is seen for, wait, cái này là trong quá khứ cho nên phải là was mới đúng. So basically, this is all in the past, 1918 and 2011. So you have, from this point on, you have to use past tense. Từ cái điểm này là các bạn đều phải dùng là thì quá khứ hết, tại vì nó là trong quá khứ mà. Nó đã có một cái sự tăng chung trong cái số lượng hộ gia đình ở những cái nơi mà nó gọi là sở hữu nhà. Trong khi là cái sự đối diện như vậy, một cái sự mà đối nghịch như vậy, why the opposite is seen, hoặc là is observed for the rented one. Đó, cái rented one là để tránh cho nó không lặp lại accommodation các bạn. So basically, here I use while the opposite is observed for the rented one. One here is to replace accommodation. So this is a trend: increase for household in own accommodation and decrease is observed for the rental one. Okay. I mean, cái phần này các bạn nhìn đâu có ra một cái trend nào khác đâu, right? Cho nên cái phần overall chỉ còn một câu như vậy thôi. So basically, here it's so clear that you don't see any other trend besides what I wrote here. So, it's easy, just one sentence, and that's it. We are done with overall. Đó, mình xong cái phần overall đó. Now, we can move on to the body. Chúng ta có thể đi đến cái phần mà gọi là thân bài. Rồi đây các bạn. Phân tích những điểm chính có trên chart và so sánh nêu số liệu. So basically, the body, what do you do in the body of the essay? So you have to analyze the main points on the chart, and you have to compare between the years or something like that, and you have to provide some relevant numbers. Now, First of all, mình thấy cái gì nè, bắt nguồn từ năm 2018, nó cho cái trình tự mà tiếp diễn những năm như thế này, thì chúng ta có thể đi từ cái năm mà thấp nhất. So basically, they show you the number of years on a continuous trend. So I think it's better to start with 1918, okay? First of all, in the year of 1918, there was only 22%, it was only 22%. I can't see very well with this keyboard. 22%. There was only 22% of
England of people living in their own accommodation. So it means that here they own a place, okay? Cho cái chỗ này tức là năm 1918 là chỉ có 22% người ta sống ở cái nhà của riêng người ta thôi, tức là nhà riêng á. Này các bạn nhìn dựa vô cái chart được đúng không? Năm 1918 cái cột mà xám xám lật lật á. So basically here is only like 22%. And of course 78%. Hence 78% had to reside in. Reside là một cái từ khác của từ leave các bạn. Reside is another word for leave. So they just stay in there. So 78% of them had to reside in rental in rented apartments, locations, I think. Những cái vị trí mà gọi là cho thuê, in rented locations. So basically, this is the first sentence. Đây là cái câu đầu tiên đó các bạn. Mình so sánh cái điểm đầu, mình so sánh cái điểm cuối, tức là 2011. Và mình có thể so sánh cái chỗ mà nó gần gần bằng nhau mà nó không thay đổi mấy, là năm 1991 là so đến năm 2001, là 10 cái năm đó nó không thay đổi mấy. Mình có thể nêu lên như vậy. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta phải thấy cho thấy được cái sự gia tăng theo chiều hướng như thế nào. Tại vì trên overall mình đã ghi rồi nè. So basically here, when you write a sentence in the body, you have to be able to show the trend of increasing or decreasing. Secondly, my table's just weird. Okay, secondly, during the year năm 1971 nè các bạn. During the year of mình có thể ghi là in 1971 there was an equal proportion, tức là cái phần trăm nó bằng nhau đó các bạn. There was an equal proportions, tức là 50%, 50% for each. There was an equal proportion, 50% for each. Trong khi while from that point onward, the trend was reversed. Tức là từ cái điểm đó trở đi, trong khi đó là từ cái điểm đó trở đi, tức là từ cái năm 1971 các bạn thấy là nó lật ngược lại đúng không? Bây giờ thì là từ 1981 thì là cái số người mà con mà sở hữu nhà nó tăng lên hẳn luôn, nó đã vượt mặt so với lại cái rented luôn rồi, thì nó cái tình huống nó đảo ngược lại. From that point onward thì cái trend, the trend was reversed, với more, sorry, was reversed with more people owning houses or apartments compared, nếu được so sánh với, compared to the rented accommodation. Compared to the rental one. Tức là những cái người mà phải thuê, the rental ones là những người phải thuê đó.
So basically here, the second sentence, I said there was an equal proportions, which is 50-50 for each. Now that you can see here. While from that point onwards, so from here you can see the trend is reversing. See, the trend was reversed with more people owning houses or apartments compared to the rental ones. Đó. Cái câu này là các hai câu là các bạn thấy được cái này đó là 59 chữ rồi. So basically you see here is 59 words for two of my sentence. And then I can go on and make another paragraph. Third, I can say besides, ngoài ra. there was a period, nó có một cái thời gian mà nó có một cái giai đoạn 10 năm á các bạn. There was a period of 10 years from 1991 to 2001 when, đã có một cái thời gian 10 năm từ năm 1991, từ năm 91 đến năm 2001 khi mà when the ratio doesn't change much, when the ratio remain unchanged. Đó. So basically here you can see that the ratio between this period doesn't change at all. It almost remain the same. So when the ratio remain unchanged, remain largely unchanged. Đó các bạn, khi mà cái con số này nó vẫn giữ phần đông là không đổi, remain largely unchanged như vậy. Mình giờ mình đưa số vô with bao nhiêu? 69, khoảng 69, with 69% of residents, so những cái resident là cư dân living. Mình thay vì nói cho living mình sẽ nói là họ owning their property. Đó. While bây giờ mình ghi là còn 31% thôi. While 31% chose to while 31% was renting. Tức là sao? Tức là cái thông số này khi mà cái tỷ lệ nó dường như nó giữ vững cái sự không đổi này với 69% của những cư dân họ sở hữu cái properties là bất động sản á các bạn. The properties. Trong khi 31% là vẫn còn renting, vẫn còn là đi thuê. While 31% was renting. Mình thêm một câu nữa đi, tại vì cái phần này nó là 87 chữ rồi. So basically here what I did was I said that there was a period of 10 years where that's not changing at all. And I say 69% of people were living in their own property. While only 31% was renting. And so basically the whole thing, the whole body is 87 words. Combining with the overall, this is 23. So I would say this is 110 already. Đó, cả cái overall cái body này là 110 rồi. Cộng với cái mở bài chắc cũng khoảng 20 mấy từ á, thì cho nên mình tốt nhất là mình thêm một câu nữa. So basically plusing the opening, it's about 130 something, which is still below the limit. So I would put one more sentence here. Last but not least. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Thì sao ở năm 2001 các bạn thấy có cái xu hướng mà nó ngược lại không?
the year of 2011 experienced a shift. Đó, cái năm 2011 nó đã trải qua một cái sự dịch chuyển. Mà trong đó, in which mà trong đó là cái, có phải là cái phần mà người thuê nhà nó tăng lên từ 31%, nó tăng vọt lên 36% các bạn. In which there was a 5%, tức là nó tăng 5%, 5% increase in the rented accommodation resulting in a ratio of, bây giờ cái own là bây giờ nó còn là bao nhiêu các bạn? 36 thì cái này là 64 of 64% for own and 36% for rented once. Hết, kết thúc. So basically, last but not least here, what I say here is the year 2011 experienced a shift. Why is a shift? You can see here, it's going down, right? From the beginning, but here it's shifting back up. Đó, từ cái hồi đầu tiên là nó đi xuống, nhưng mà đến cái năm 2011 nó lại tăng lên lại. Có một cái chỗ như vậy là thú vị. Đó, cho nên đó là một cái shift, một sự dịch chuyển đó các bạn. So in which there was a 5% increase in rented accommodation. You can see here it's 31 and it go up to 36. Sorry, it's a bit too small, but I can see it. Resulting in the ratio of 64% for the own and 36% for the rented ones. Đó, các bạn để ý nè, mình ghi cái chữ resulting in nó kéo dài cái câu ra, là cái quan hệ nhân quả đấy. So basically I use resulting in to indicate that this thing, the cause, will lead to the effect. Đó, quan hệ nhân quả đó các bạn. And it also make the sentence a bit longer too. Look at this one. With something. And then I use a lot of linking words. Mình dùng rất là nhiều cái từ nối. First of all các bạn. Secondly nè. Beside, ngoài ra nè. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng nè. So basically I use a lot of these linking words, linking devices to link the ideas together. Mình sử dụng rất là nhiều từ nối để mà kết nối những ý lại với nhau. Thì nó làm cái bài nó có vẻ nó trôi chảy hơn. Nó tăng cái tính mạch lạc lên. So basically the linking words increase the fluency, the coherency of the essay. Nó tăng cái tính mạch lạc của một cái bài lên. Okay, right. So basically, let me check. This is 822. Đó, nguyên cái đoán là 122 từ đó các bạn. Cộng cái mở bài và cái overall chắc chắn sẽ vượt qua 150. Là cái minimum. Nè. Đó, các bạn có hỏi gì không các bạn? Lớp mình nè. Hello? Có, em hỏi. Ừ, Thùy Anh hỏi đi em. Em thấy là cái năm từ năm 1971 thì cái hai cái số liệu này nó bằng nhau. Ừ. Sau đó thì anh kêu là từ 1961 đến 1991. Ừ. Cho tới 2011 là gần như không thay đổi nhiều, nhưng mà em thấy từ năm 1961 tới 1991 là nó tăng một phát một mà. Thì mình có nên nói cái đoạn đó vào. Chỗ nào em? Thì trong nhưng mà nhắc tới cái cục mốc là 1991 tới 2011 là không thay đổi nhiều. Ừ. Nhưng mà thấy cái năm 1961 tới 1991 nó tăng lên thành cái số người mà sở hữu cái nhà là khoảng 60. Thật sự là Thùy Anh nói đúng đấy. Nhưng mà mình thật sự là có nhiều cách để mà mình có thể nói mà. Em thấy được cái nào thì em viết cái đó thôi. Chứ không phải bắt buộc bởi vì hết. Bắt buộc đâu, đương nhiên là văn mà đã gọi là làm văn thì có rất nhiều cách để viết.
So basically, my student said that she saw that here from 1961 to 1991, there was a very sharp increase. You can see here. So she asked if I could put it in the essay. And I said, listen, this is a writing. And when writing, there can be so many different ways to write. So this is just my way to write, okay? You can write your way as long as it includes all the relevant information, okay? Miễn sao mà nó bao gồm tất cả những cái thông tin có liên quan, Thùy Anh hiểu không? Dạ. Rồi, có câu hỏi nhiều không các bạn? Any more questions before I end the video? Có câu hỏi gì trước khi mình kết thúc cái video này không? Hello? Yes? Okay, nếu mà không có câu hỏi thì mình kết thúc video này ở đây. So if there is no questions, I would like to end the video here and I'll continue teaching them, of course. The class still go on. So please like, share and subscribe to this channel and also press on the bell button to get notified about my new uploads. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ, share, subscribe, đăng ký kênh và nhấn vào nút cái chuông bên cạnh chữ đăng ký kênh subscribe để mà được thông báo về những video mới nha. Như thường lệ thì mọi thông tin có liên quan đều có thể được tìm thấy cái phần mô tả video bên dưới. As always, all the information related can be found in the video description box down below. Thank you so much. Bye bye.